Xin chào thầy, hôm nay nhân dịp sinh nhật của thầy thì tụi em có đôi lời muốn gửi đến thầy. Đó là thầy Phú là một cái người thầy đúng chuẩn sói ca trong mắt của chúng em luôn. Và thầy vừa đỉnh, vừa ngầu, dạy lê vừa siêu nữa. Nhưng mà mỗi tội đến giờ thầy vẫn chưa có người yêu đúng không? Thế nên nhân dịp sinh nhật lần này thì tụi em muốn gửi đến cho muốn chúc cho thầy sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Để sớm lập gia đình, có một cái chỗ dựa tinh thần thật là vững chắc nè. Cạnh đó thì tụi em cũng muốn gửi đến cho thầy một cái lời chúc sức khỏe. Chúc thầy thật là mạnh khỏe nha. Để có một cái tinh thần thật là nồng nàn với nghề, luôn vững vàng, để chèo lái cái con thuyền chồng người của thầy nha thầy. Happy birthday sinh nhật thầy Phú. Nhân dịp sinh nhật thì em chúc thầy là sinh nhật vui vẻ, thành công trong cuộc sống và bước thêm tuổi mới thì sẽ gặt hái được nhiều thành công mới. Chúc thầy là tìm được một nửa yêu thương của mình. Thầy Phú mãi đỉnh. Happy birthday thầy Phú. Chúc mừng sinh nhật thầy mãi mãi tuổi 18 luôn nhiệt huyết và tươi trẻ, lúc nào cũng vui vẻ giống như bây giờ. Thì em cũng chúc thầy thêm một cái là năm nay thầy sẽ thoát ế, thầy sẽ kiếm được một nửa kia của mình phù hợp với mình và luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn thầy đã dẫn dắt tụi em. Tôi thấy một người này bây giờ mở mic lên và ồ phát cho đi ra ngoài luôn đó. Tắt hết đi đi. Mỗi lần hỏi thì không trả lời. Một lần nữa chắc tôi thấy mà các anh chị mà không có vô một phát mình lo mình tắt đi cái mic đi nào. Phòng 300 người ai cũng như anh chị học kiểu gì. Một lần nữa tôi thấy là tôi cho đi ra ngoài luôn nha. Hiểu. Suy nghĩ vui quá, có nghĩa rằng là nó không, tức là nó tan trong dầu thì ý là cho nó tan dầu cũng ra bên ngoài, cho mình cũng ra, không phải em ơi. Thằng Thịnh nghe thầy nói một lần, không riêng gì môn này, tất cả các môn, rất nhiều môn em vắng bụi của thầy liệu hồn đó, ai thầy đều thầy biết hết và thầy chấm bài thầy đều biết hết nha, bất kể lúc nào, ngay cả chị lớp 3 bằng 2 cũng vậy. Trong quá trình hỏi mà thầy không tương tác, xin lỗi, không có tương tác với thầy á, mà thầy hỏi bất kỳ lúc nào, cho dù có đi học đi chăng nữa, chuyện của các bạn, thầy cho đi ra ngoài đồng nghĩa với không điểm danh hay đó. Tuyết Trinh. Dạ. Rồi, giải đọc Barbiturix cho bệnh nhân chúng ta dùng gì em? Giải đọc Barbiturix cho bệnh nhân chúng ta dùng gì nào? Em không nhớ thầy ơi. Rồi, chứ này vô chép bài không? Dạ, chắc không kịp thầy ơi. Bùi Thùy Trang lớp 1. Dạ, có. Rồi em. Ngồi đọc Barbiturix chúng ta dùng gì Trung Hòa nào? Ilumbalo. Dạ có. Ngồi đọc Barbiturix em dùng gì em Trung Hòa cho bệnh nhân nào? Nguyễn Đức Tiền. Thằng này không đi học đúng không? Ngồi đọc Barbiturix em dùng gì em điều trị cho bệnh nhân nào? Không biết. Lê Thúy Ngọc. Ngồi đọc Barbiturix dùng gì em? Không nhớ nữa thầy ơi. Đồng Ý Nhi. Dạ có. Ngồi đọc Barbiturix dùng gì em? Em không nhớ rồi. Trung Văn Đức. Trung Văn Đức không đi học đúng không? Rồi. Dạ thầy. Ngộ độc Barbiturix dùng cái gì? Dạ thầy đọc lại thầy. Bệnh nhân ngộ độc Barbiturix chúng ta dùng cái gì đặc hiệu để trung hòa cho bệnh nhân? Em không biết. Đình Huy. Dạ thầy ơi. Ngộ độc Barbiturix dùng cái gì em? Không nhớ đấy ạ. Rồi, đủ 10 bạn đúng không? Chép phạt cho thầy 50 lần. Được chưa? Bữa sau không được đừng trách thầy. Không nhớ thì cho chép phạt cho nhớ. Học nãy giờ làm gì? 50 lần bữa sau có khỏi kiểm tra kết thúc môn. Mình dạy không phải một lớp đâu, từ thứ hai tới chủ nhật. Các anh chị đừng có nghĩ ngồi công việc này nói chuyện là bình thường, nó căng thẳng cực kỳ các anh chị, áp lực cực kỳ. Nên nhiều khi các anh chị thấy những cái androgen ở trong cơ thể mình nó tiết ra là bình thường. Chính vì nó tiết ra mình mới đủ sức mình nói chuyện, mình dạy với anh chị á. Mà một khi nó không tiết nữa là lúc đó anh chị mới thấy là cái bài học anh chị nó mới thất bại. Ví dụ như vậy. Sau khi mình kết thúc buổi dạy này nè, không phải là mình yên ổn đâu. Đến 12, 13 giờ đêm, xin lỗi 12 giờ đêm, 1-2 giờ sáng. Những người họ hỏi, bệnh nhân họ hỏi, người thân hỏi, họ tôn trọng mình, các anh chị họ quý mình, họ trả lời, thì mình đáp ứng lại họ bằng cách mình trả lời lại cho họ. Mình không bao giờ từ chối bất kỳ một điều gì mà khi mà những người đó họ hỏi vấn đề đó cả. Thậm chí là nhiều trường hợp các anh chị thấy không ạ, mình đang bận như thế mà hỏi bây giờ em như thế, bà em như thế này, trả lời ngay tức khắc luôn, giúp được điều gì giúp. Tôi đố các bạn, các anh chị đi tìm thử một người thứ hai nào mà nói những cái gì mà nó thế mà giống như gần như nó
nó rõ ràng rành mạch như tôi, nó nói thẳng luôn á. Có một nó một, có hai nó hai, cái gì không đúng thì nói, cái gì đúng thì nói. Thử đi anh chị, ví dụ như vậy được chưa? Cho nên các anh chị phải biết và các anh chị nên thông cảm như thế. Ngoan mà học dốt thì cũng như không à. Thà mày quậy quậy chút đi mà mày học giỏi tao cũng nói. Cái cần là cái cần kiến thức. Còn nếu như mà thầy dạy mà chúng mày muốn sao cũng được thì tao đâu có quan tâm. Thầy hỏi thằng Uy cái này nè. Có Uy đó không Uy? Uy không có đúng không? Dạ có thầy ơi. Ừ, từ ngoại đến giờ thầy hỏi em con một câu thôi ha. Thấy con đăng Facebook ha, học online ngủ đúng không? Để đâu có thầy. Hôm nay mày ngủ mày chết mày với thầy á. Dạ. Vậy các bạn thấy rằng là gì? Thầy xin lỗi các bạn nha, ngày nay thầy rất là mệt. Thầy bị từ ngày qua đến giờ rồi. Thầy đuối lắm á chứ mà thầy cố gắng á. Tại do dạy cho bạn cho nó xong đi. Cảm ơn em nha. Ừ thôi, ở trong lớp của mình á, cảm ơn bạn Trang, cũng có rất là nhiều bạn có đạo, cũng như là có một số bạn thôi. Thì cái lễ đây là một cái lễ chung mà. Thì cái mùa Giáng sinh này thầy cũng chúc các bạn thứ nhất là đầy đủ hạnh phúc. Đối với bên thì cái mùa này người ta gọi là mùa yêu thương, đặc biệt là giữa chúng ta với gia đình và đối với những người xung quanh. Chúc bạn tràn ngập được yêu thương tất cả các bạn luôn nha. Thứ hai nữa rằng là qua môn hết ha, các bạn đã chuẩn bị bước sang kỳ 2 rồi, chuẩn bị thi rồi đó. Học những cái môn này cũng qua môn hết cho thầy. Vì các bạn đang học online rất là nhiều hạn chế, cho nên các bạn cố gắng. Ừ, cảm ơn các em. Rồi cảm ơn các bạn. Tối nay đi chơi cho cẩn thận nha. Nay thầy có ý lời nha thầy. Ừ, chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ nha. Đi chơi buổi tối sao cho nó an toàn nha. Hồi nãy tôi thấy cô đi ra bên ngoài đường á, cô chạy cô đi học, cô mở cái tay đó tôi mới cho cô đi ra ngoài á. Đi tiêm vaccine thì thầy cho nghỉ là nghỉ rồi. Còn đi chạy như thế thì lo tắt cái màn hình đi các bạn, để như thế nó chiếu lên trên thầy, thầy không có tư cách là dạy. Và cái thứ ba nữa, các bạn sẽ có bài ở trên YouTube và mỗi ngày về thầy gửi cái đường link á, như bữa trước thầy gửi đường link cho các bạn học rồi. Vô đó chỉ chỉ là sao, không có cái gì mà không có cái lý do của nó hết á. Vô còn nói câu đó nữa à. Các bạn có biết một cái điều là khi bước bước vô mở cái Zoom lên, cái điều mình tắt là tắt cái cam, tắt cái mic trước không? Sao vô vô thức quá vậy? Tắt đi! Khỏi học lớp tôi nữa nghe chưa? Đố bạn cứ thu môn được tôi á. Hiện tại bạn nào đang còn ngồi học, bạn ngồi mở máy á, ngồi nghe không làm gì, đi vụ khác luôn đi. Cúp đi, khỏi học, tôi có điểm danh đâu mà lo. Tôi không nói đến cái chuyện ai bật lên thì nhiều khi các bạn cũng phải là quên tắt. Là quên tắt là vấn đề là gì, các bạn có đang ngồi học không? Học mà học đối phó thôi, nghỉ cha đi, học làm gì? Lớn rồi đâu phải con nhỏ đâu. Anh chị hết rồi, anh chị đáng cha đáng mẹ của tôi luôn chứ là gì nữa. Vô đây học ý thức xíu nào. Tôi chả không biết ông luật sư hay luật gì á. Ông vô đâu không để mẹ sinh viên ông vô ông ghi luật sư gì mà ông ồn ào quá vậy. Các bạn vô văn hóa là bạn nào đó. Nói chuyện với các thầy cô ở trong phòng đào tạo mà còn cắt ngang như thế à. Bạn liệu hồn với tôi không biết bạn là ai. Có thể là bạn anh chị, thậm chí là ba mẹ, ngang tuổi ông bà tôi luôn. Liệu hồn với tôi nha. Tôi ra ngoài đời các anh chị muốn sao được mà bước vô trong phòng học. Đây là một cuộc giao tiếp, nó có cái ý nghĩa. Vô ý vô thức, các bạn như thế ai tôn trọng các bạn? Cỡ như các bạn nếu mà học mà hành, các bạn kiểu này mai mốt ra làm được cái gì? Tôi nói thẳng câu ra làm được cái gì? Đừng để tôi mà điên tiết lên chết với tôi á. Thầy ở đây là thầy la là la chung. Tất nhiên có rất là nhiều các anh chị, các bạn học rất là tốt và rất là đàng hoàng, rất là lễ phép. Các anh chị trình độ rất là cao trong đây. Thầy nói thẳng với bạn, có những người là giáo sư, tiến sĩ bình thường. Nhưng mà thầy nói thẳng ra ngoài đời nó khác. Trong một cuộc học, ví dụ về vấn đề này, thầy hiểu rõ bạn, thầy chia sẻ cho bạn là khác. Các bạn nhớ điều này ha, cùng tôn trọng lẫn nhau. Còn nên thầy la là la như thế. 300 mấy chục người, đi nhắc từng người à. Thầy mà thầy dạy thì thôi, cứ mỗi lần như thế thì tắt mic các bạn, thầy tắt luôn, thầy ngồi thầy nói các bạn hiểu hay không, đó là chuyện của các bạn. Điều đó ai làm chả được. Mà làm vậy vấn đề được cái gì? Thầy nói thẳng mỗi lần các bạn hiểu một cái điều gì đó, hoặc là bạn ứng dụng một cái điều gì đó,
Các bạn làm được điều đó. Cái vui của bạn chỉ một, chứ cái vui của thầy là 10 á. Cái gì thầy biết là thầy truyền hết, thầy giảng hết. Mà các bạn có tôn trọng không? Thật sự thầy nói với các bạn như thế này. Các bạn học online á, nếu mà các bạn học chính đúng không, thì các bạn sẽ thi trực tiếp chính. Mà các bạn thi trực tiếp chính để mà thầy coi thi các bạn á, thầy nói ngay cả việc cái dây thần kinh số 11 của bạn đang còn hoạt động được, các bạn cũng không hoạt động được đâu. Dây kinh 11 là dây kinh giúp bạn quay lại nè, và dây kinh 3, 4, 6 là liếc nè, đố bạn hoạt động được đó. Nhưng mà bây giờ thi theo cái hình thức này, thầy cũng... Cho nên các bạn đừng có hỏi cái chuyện thi với thầy ha. Còn cái kết thúc môn thì các bạn hỏi, được chưa? Thầy không can thiệp cái chuyện thi của bạn. Đừng cảm ơn thầy chi hết. Các bạn học được, các bạn ứng dụng được là thầy mang được cái phúc lắm rồi. Chỉ vậy thôi. Thầy 4 5 năm nay thầy không có khái niệm chủ nhật là gì đâu các bạn. Bạn phải hiểu không? Đối với thầy mọi ngày như mọi ngày không khái niệm chủ nhật đâu. Chẳng qua cuối tuần thì mình có những cái gọi là thêm bớt trong cái đời sống thôi, chứ không có khái niệm cuối tuần là gì đâu. Mở mắt ra là ngày đầu tuần. Không phải là 1 2 ngày nay như các bạn đâu. Mấy năm trời rồi các bạn. Thầy hành các bạn khổ thì thầy cũng khổ trước đã, chứ thầy chưa có phải là thầy sướng đâu. Các bạn hiểu không? Đó, thầy nói như thế chứ không phải là các bạn ngồi các bạn làm việc mà thầy ngồi chơi đâu. Được chưa? Rồi, các bạn nghỉ nha. Một thành phần nằm ở phía dưới chiếm 45% thì tất cả là gì? Học lý thuyết hết rồi, chứ không phải chưa học. Các bạn mà ngồi học đó, bạn trầm tĩnh như thế này á thì cho bạn rớt hết. Nhớ lên, 45% phía dưới gọi là gì nào? Một nha. Không hiểu bài, không học bài giải phẫu cho nên không trả lời được. Hai là cái này lớp hiểu mà không tương tác. Liệu hồn thầy. Học mà không tương tác mà không trả lời đừng trách nha. Thầy hỏi mà không trả lời. Một là không biết, hay là hai không biết nhưng mà không nói. Đừng nói chữ không biết, mấy cái này học ở phần lý thuyết hết rồi. Bây giờ vô thực hành các bạn không nắm được sao bạn làm. Đi đâu? Làm gì? Đang học phòng nào? Cô lấy đi. Đi về. Các bạn mở mic lên, các bạn nói thử. Thầy có nghe không? Alo. Nãy giờ các bạn có nói gì không? Thầy không nghe các bạn nói bất kỳ một tiếng gì luôn á. Thầy không biết lý do tại sao. Thầy thấy các bạn mở mic lên các bạn nói á, nhưng mà thầy không nghe một cái gì luôn á. Ừ. Thầy thấy các bạn mở mic lên các bạn nói mà thầy không nghe một cái gì luôn á. Không biết lý do vì sao nữa. À, chắc hồi nãy thầy bấm lượm một cái nút gì đó rồi. Bây giờ như thế này để cho các bạn dễ nè. Giờ thầy out ra một phát xong các bạn vô lại ha. Tại hồi nãy thầy bấm lộn cái nút gì đó đó. Được chưa? Rồi thầy thoát ra nha, xong các bạn vô lại nha. Rồi, một bạn nào đó các bạn mở mic lên các bạn test thử thầy nghe không? Thầy nghe chứ thầy. Alo, thầy nghe chứ thầy. Không nghe gì các bạn ơi. Thôi, có gì chịu khó các bạn không biết không sao, không biết sao nữa. Các bạn có gì các bạn chat lên ha. Thầy coi mở volume lên hết. Ờ, đúng rồi, để thầy coi thử nào. Chờ thầy xíu. Đúng rồi, bị tắt tiếng. Dạ, đứa nào ạ? Rồi, một bạn nói cho thầy nghe thử coi nào. Thầy mở volume lại rồi đó. Thầy ơi, thầy nghe rõ không thầy? Ôi, rồi, rõ, đúng rồi, hồi nãy thầy tắt tiếng rồi. Đứa nào nói vậy? Ồ, thông minh quá vậy. À, Trần Bình Đăng, đúng rồi. Ừ, rồi. Cảm ơn em. Học chỗ nào không hiểu hỏi ngay. Được chưa? Đặc biệt là những bạn mới nhập học. Các bạn không hỏi, các bạn mất bài đáng chịu á. Thầy nói như thế này để các bạn biết nè. Có nhiều khi các bạn học ở đây á, các bạn đọc, các bạn nghe, bạn thấy, bạn hiểu hết đó. Giống như thế, nhưng mà các bạn vừa học xong rồi, kiến thức các bạn vô đầu cao lắm được 50%. Thầy nói cao lắm được 50% ha. Tuần sau còn 10%, 2 tuần sau đến khi thi quên sạch. Cho nên ví dụ các bạn học á, các bạn muốn giỏi được á, hoặc là nhớ được á, là phải đọc bài, nhồi đi nhồi lại như thế. Không hiểu thì phải hỏi. Đúng ra nếu như các bạn học là thầy thích hỏi lắm, thầy cực kỳ thích luôn, nhưng mà thầy nếu để khi thầy hỏi mà để các bạn trả lời á thì gần như là nó hết giờ rồi, cho nên thôi thì giảng một lượt luôn. Sau đó bạn nào cần thiết hỏi cái gì, để cái chữ raise hand, giơ tay lên là thầy dừng lại, thầy để các bạn hỏi. Mà các bạn lưu ý ha,
thầy chuyên về giảng viên lên bên giải phẫu và bên bộ môn ngoài hồi sức, cho nên các trong cái lĩnh vực đó các bạn hỏi hoàn toàn thầy trả lời được. Nhưng mà nếu như các bạn đang học môn gì thì các bạn biết chúng ta tập trung vô chúng ta hỏi cái gì, đúng không ạ, cho nó phù hợp với cái bài dạy nó, được chưa? Chứ đừng chúng ta hỏi nó lan man, thành ra là nhiều khi nó không có ứng dụng được cho các bạn. Chúc anh Phú có một ngày sinh nhật thật là vui vẻ, ấm áp, ý nghĩa bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè. Mãi luôn là một người thầy có tâm và có tầm.